Tối ngày 29 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ký quyết định tiếp tục cách ly y tế phòng chống COVID-19 đối với toàn bộ 5 phường Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên và Hố Nai. Theo đó, có 45.087 hộ dân với 185.417 nhân khẩu tại 5 phường bị phong tỏa thêm 17 ngày, kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 9. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn các phường Hóa An, Tân Hạnh, Tân Hòa, Tân Biên, Hố Nai và Phước Tân vẫn rất phức tạp, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng. Tính đến ngày 29 tháng 8, toàn thành phố ghi nhận hơn 9.000 ca mắc COVID-19, chiếm hơn 40% số ca mắc của toàn tỉnh. Trong đó, phường Hóa An có 1.276 ca, Hố Nai 552 ca, Tân Biên 504 ca. Hiện thành phố Biên Hòa đang tập trung xét nghiệm diện rộng nhằm đưa F0, F1 khỏi cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Do đó, thành phố Biên Hòa kiến nghị tiếp tục gia hạn phong tỏa 5 phường trên để có thêm thời gian thực hiện kế hoạch xét nghiệm tầm soát và xử lý dịch tễ trong khu vực phong tỏa. Trước đó, từ 0 giờ ngày 11 tháng 7, Đồng Nai quyết định phong tỏa toàn bộ người dân tại 5 phường trên để tăng cường phòng chống COVID-19. Sau 4 lần gia hạn liên tiếp, 45.000 hộ dân sẽ tiếp tục kéo dài thời gian cách ly lên hơn 70 ngày. Tại tỉnh Tây Ninh, sau 42 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiềm chế, số ca F0 trong cộng đồng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, kết quả tổng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 những ngày qua cho thấy tình hình dịch bệnh, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều ca F0 chưa được phát hiện. Ngày 29 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đã chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày, từ 0 giờ ngày 30 tháng 8. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ xem xét, cân nhắc điều chỉnh thời gian giãn cách xã hội cho phù hợp, yêu cầu người dân ở tại nhà ai ở đâu ở yên đó, trừ trường hợp cấp thiết cấp cứu, khám bệnh, mua lương thực, hàng hóa thiết yếu.